5 món ăn ít calo cần thiết trong thực đơn giảm cân. 1. Đậu nành luộc. 100g đậu nành luộc chứa khoảng 9,4g protein và 129 calo. Đây là món ăn giàu protein, cung cấp chất xơ, chứa nhiều các chất dinh dưỡng giúp giảm cân hiệu quả. 2. Bơ đậu phộng. Mặc dù không phải là thực phẩm giàu protein, nhưng bơ đậu phộng cung cấp nhiều protein từ thực vật, cung cấp chất béo, chất xơ lành mạnh. Ăn bơ đậu phộng 2 lần một ngày trước bữa ăn sẽ giúp giảm cân nhanh chóng. 3. Sữa chua Hy Lạp. Sữa chua Hy Lạp chứa ít chất béo, ít calo, nhiều protein, giúp bạn giảm cân nhanh chóng. Để giữ cho bữa ăn của bạn ở mức 100 calo, hãy thêm cà chua bi vào sữa chua để tăng cường chất xơ. 4. Cá ngừ. Cá ngừ không chỉ là thực phẩm giàu protein mà còn chứa chất béo thiết yếu như omega 3. Để món salad cá ngừ chỉ có 100 calo, hãy trộn cá ngừ với các loại rau củ cắt lát như rau xà lách, ớt chuông, dưa chuột và các gia vị tùy chọn. 5. Phô mai. Phô mai là thực phẩm có lượng carbohydrate thấp, hàm lượng canxi cao, giúp cơ thể loại bỏ mỡ thừa, đốt cháy năng lượng hiệu quả.